Dạ vâng, chào mừng quý vị và các bạn yêu âm thanh, yêu ca nhạc khắp mọi miền Tổ quốc đã quay trở lại với Cốc Cốc Audio chúng em. Ở trên màn hình của quý vị và các bác đây, thì đây là cặp loa siêu chép hàng bãi xịn Mỹ sách tay. Đây là cặp loa siêu chép màu vàng và nó là màu gỗ các bác nhé. Đấy, màu vàng vân gỗ. Các bác nhìn. Đấy, đây là những vân gỗ tự nhiên các bác nhé. Đấy, bởi vì cặp loa siêu chép này thì nó được thiết kế là loa vỏ gỗ. Đấy, vỏ gỗ tự nhiên. Và mặt trước, đây các bác nhìn này, cái mặt này của nó là thép không gỉ và được chạy CNC. Chân rất là lớn. Chân của nó thì khá là lớn. Quý vị và các bác chúng ta đặt trên nóc loa thì các bác không sợ là nó bị rớt các bác nhé. Rất là vững chắc. Chân thì hình kính buồm rất là đẹp, nổi bật. Vâng, cặp loa siêu chép này 400W trở kháng là 8 ohm, ghép cùng với lại những cặp loa bát 20, bát 25, bát 30 và bát 40 thì đều được. Nhiều bác có hỏi bên em là hôm nay có ba bác gọi cho bên em là tư vấn loa siêu chép. Đấy, thì các bác có hỏi em là những dòng loa siêu chép thì có chơi được tất cả các thể loại nhạc không, hay là chỉ nghe nhạc bolero, hay là chỉ nghe nhạc không lời. Thì bên em cũng có tư vấn thật tình là những dòng loa siêu chép này các bác chơi được tất cả các thể loại nhạc, tùy theo sở thích của các bác. Đấy, các bác hỏi là nếu mà đang nghe bolero mà muốn nghe nhạc sàn thì có phải bỏ loa siêu chép ra không? Đấy, nếu mà để như thế thì có sợ nó cháy không? Và mình để như thế thì nó có hay hơn không? Thì dĩ nhiên là nó hay hơn các bác nhé, hay hơn khá nhiều. Đấy, hay hơn khá nhiều. Còn nó cháy ấy. Đấy, các bác hỏi nó cháy hay là không ấy, thì cặp loa siêu chép này nó đã có chống cháy ở bên trong rồi. Đấy, cặp loa siêu chép này nó có chống cháy bên trong rồi. Đấy, các bác ở trong miền Nam. Đấy, các bác trong miền Nam còn mua những cặp loa siêu chép rời về. Và các bác còn đi show. Đấy, đi show thì các bác biết rồi, hát karaoke rồi là nhảy nhót, rồi là những bản nhạc nó rất là mạnh. Đấy, nhưng cặp chép vẫn chịu được. Đấy, thì chúng ta chơi trong gia đình thì chả có lý nào mà cặp loa siêu chép nó không chịu được cả, đúng không ạ? Đấy, nghe nhạc này, karaoke này, trưng bày này, và các bác chơi được tất cả các thể loại nhạc các bác nhé. Đấy, chơi được tất cả các thể loại nhạc, những bản nhạc mà yêu cầu độ nhanh mạnh chính xác cao, hoặc là những bản nhạc bolero, hay là những bản nhạc mà rumba, thì cặp loa siêu chép này nó đều hỗ trợ cho dàn âm thanh rất là hay các bác nhé. Đều hỗ trợ âm thanh rất là hay. Vâng, và cặp loa siêu chép Bose SA7 này thì giá chỉ có 2.800.000 đồng mà thôi các bác nhé. 2.800.000 đồng mà thôi. Đấy, Made in Mexico, 400W và trở kháng là 8 ohm các bác nhé. Đấy, các bác cứ chơi thẳng trực tiếp từ cục đẩy công suất, từ vang liền công suất, hoặc là từ âm ly ra luôn các bác nhé. Không cần là phải qua phân tần hay là tụ cản hay là thiết bị chống cháy nữa các bác nhé. Đấy. Đây, bây giờ em sẽ test thử một bản nhạc có lời. Xong rồi em xong rồi sau đó em sẽ ghép cặp loa siêu chép vào các bác nhé. Như hiện tại là chưa có loa siêu chép các bác nhé. Chưa ghép loa siêu chép các bác nhé. Trời lặn với sương.
trong phút này là mừng trong phút này, khi chiến tranh còn gây thêm máu lửa thì mộng mơ xin trả hết cho đời. Quê hương này còn mãi mãi nhờ anh. Tìm ngày vui cho chúng mình. Ngoài kia sương xuống lạnh, tình càng thiết tha nhiều. Ta có vui vì mãi xa cách rồi. Dù thời gian chẳng có dễ qua mành, nhưng đêm này còn ghi mãi lòng. Chúng ta có thể thấy là khi mà em kết nối cặp loa siêu chép vào thì cái chất âm, đúng không ạ, cái chất âm nó đã gọi là đẳng cấp và nó đã giúp cho dàn âm thanh của chúng ta ở một cái đẳng cấp khác rồi. Bây giờ em sẽ test thử những cái bản nhạc khác như là những bản bolero, những bản rumba hoặc là những bản nhạc mà yêu cầu độ nhanh nhạy chính xác cao các bạn nhé.
quý vị và các bác, chúng ta có thể thấy là cặp loa siêu chép thì các bác đã cho vào dàn âm thanh của chúng ta, thì các bác chơi tất cả các thể loại nhạc theo dàn âm thanh của chúng ta các bác nhé. Các bác nghe những bản nhạc có lời, hoặc là các bác nghe những bản nhạc rumba, hay là các bác thích nghe những bản nhạc remix thì đều ok hết các bác nhé. Đấy. Vâng, mọi chi tiết xin quý vị và các bác chúng ta liên hệ về một trong hai số điện thoại trên tấm biển giúp em. Bên em sẽ tư vấn trực tiếp cho quý vị và các bác. Còn bây giờ xin phép em được khép lại video tại đây. Các bác đừng quên ấn đăng ký kênh, ấn chuông để không bỏ lỡ những video và những thông báo mới nhất từ bên Cốc Cốc Audio chúng em. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác ạ.